ngạc nhiên là những đôi loa này nó đánh được tiếng bass như vậy đâu các bạn ạ, bởi vì nó bass 30 mà nó thừa sức. Với con Domi này nó khỏe. Vậy thôi. Gân xếp này nó đánh cái nhún ra lắm, bởi vì gân nó có độ đàn hồi, nó là những cái xếp với nhau kìa. Dẫn lối đi tới trước con trời miền anh nhà khói. Anh biết nơi này từng là khu anh sống, tiên nữ đâu hết rồi, mau đưa anh vào trong địa ngục trần gian anh không thể ở. Từ chối xa tăng làm nó mắc cỡ, không theo kẻ xấu lũ quỷ không tha thứ. Họ tóm anh đi vì anh là vết nhơ. Anh đã chọn lên thiên đàng ngồi sofa, gác cái chân lên cái bàn coi phim ma. Thế gian hỏi quy đi đâu lâu vậy, thiên đàng thượng giới quy đang ở đây. Nếu mà muốn lên đây thì hãy quyết định, cái xấu cái tốt do mình phân tính. Cuộc đời mỗi người mình là nhân vật chính. Thời gian là một cuộc hành trình. Được thấy thiên đàng nơi đây nghỉ ngơi, ngàn mây bay bay chấm ngờ, thì xa thiên thanh cất vài lời ca. Vâng, hôm nào mở thêm cả cải lương tuồng chèo cho đa dạng các bạn. Xin cảm ơn anh em theo dõi nha.